Chiều ngày 9 tháng 6, sau khi có buổi họp với lãnh đạo VFF về mục tiêu và kế hoạch trong tương lai, đội tuyển nữ Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong danh sách 27 cầu thủ tập trung lần này, ba cái tên là Vũ Thị Nhung, Đinh Thị Duyên và Nguyễn Thị Tuyết Dung chưa thể góp mặt vì những lý do cá nhân. Đáng chú ý, ở đợt tập trung này, sự góp mặt của những gương mặt lần đầu lên tuyển đó là thủ môn kỳ cựu Thanh Hảo của Than khoáng sản Việt Nam. Cùng với đó là ba cái tên vẫn còn rất trẻ là Đinh Thị Duyên của Sơn La, Nguyễn Thị Minh Anh của Hà Nam và Nguyễn Thị Tuyết Ngân của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã bổ sung thêm 4 gương mặt mới, đấy, cả lớn tuổi và còn trẻ. Anh là em cảm thấy rất vui khi được tập trung đội tuyển và cũng có phần hồi hộp và lo sợ. Em nghĩ là về chuyên môn thì ở tuyển lớn sẽ cao hơn ở U19. Các chị thường động viên em tập luyện vì em còn trẻ, là các chị luôn khuyên nhủ từ trong tập luyện cũng như sinh hoạt hàng ngày. Năm 2017 này thì chúng ta đã có SEA Games, đã có bóng đá nữ. Thế và ở đây chúng ta xác định là thế này, vẫn những cái đội mà trong khu vực, ví dụ như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, nhưng bên cạnh đó có đội Philippines là một cái đội mới nổi lên, được Nhật tịch những vận động viên ở nước ngoài rất là nhiều, người ta cũng kéo về đá, mục đích là người ta cũng có muốn giành thành tích ở trong đó. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ di chuyển vào Thanh Hóa tập thể lực từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 6, tập kỹ chiến thuật và thi đấu cọ sát với những đối thủ mạnh trong khoảng thời gian từ 25 tháng 6 đến 31 tháng 7. Sau đó lên đường sang tập huấn tại Nhật Bản 10 ngày và sang Malaysia vào ngày 12 tháng 8.